lễ tri ân. Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhược Quỳnh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhược Quỳnh, xin chư phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha dạ, nam mô Tham Ma dạ, nam mô Sang Kha dạ. Tâm Hương ơi, Tâm Hương còn có mặt trước máy không? Tâm Hương, Tâm Hương cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu dạ. Cảm ơn, cảm ơn dạ. Tâm Hương ơi, Tâm Hương có trước máy không dạ? Vậy là Tâm Hương không có trước máy rồi dạ. Nam mô Bích Tha dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm đạo tràng. Nhược Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhược Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhược Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta ôn bài pháp cú kinh số 279. Nam mô Bích Tha dạ, nam mô Tham Ma dạ, nam mô Sang Kha dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang a ya cha ta san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê rim vi na yan cha ka yang Suốt tan trà băng thăng à phi thâm ma châm măng à cờ ta dân tơ ta tu sát cha đăng đăng bà bơ thà dê bà đi xa dạ mắt chê ê quang sa hâm bà tê râm ma bà ga quan tăng à gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng bùa thơ cà ruồn nhê na thì qua xa già tánh ha vua tha và bà nê na mì ga đa văn ta tô ga tô bản cha quát gia bà giờ nay dê à măng bà dê sì thăm ma tô ta tô ba phu thì sầm bùa thơ à nu na thấm ma đê sa năng ma ga wa sa ni de se si sa ta nan ap ha sinh tha căng te na sa thu ai giờ phân tê te se tu thấm ma de sa năng sa ba di tha ba di sa ya anu cam bấm bị ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm quần lọc giá ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm
ca tam giới thừa ân của cặp ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ con thấy có đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng mà không có đại đức Pháp Tính. Dạ nếu chưa có thời gian con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn hướng dẫn cho chúng con ông bài Pháp Cú Kinh số 279 ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha. Dạ và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn. Dạ sư có thời gian không sư? Sư có trước máy không sư? Dạ sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. À. Dạ kính lễ cô tu nữ Thâm Mát Trái Rí rồi vào đạo tràng. Dạ vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ bây giờ thì không có đại đức Pháp Tính mà có cô tu nữ Thâm Mát Trái Rí. Cô ơi cô có thể tiên phong không cô? Cô có thể tiên phong đưa bài xinh đẹp của mình lên không? Để kể trước. Dạ xa thủ lành tai. Dạ Nhật Quỳnh kính mời. Mến mời Cẩm Vân, mến mời Tâm Phương. Cho Nhật Quỳnh 30 giây nha cô. Dạ mến mời Sương Mai, kính mời cô Ái Minh. Dạ mời Phương Phương Nghiêm. Dạ dạ kính mời đạo tràng và mời tất cả quý vị ai có thể cầm mic được thì đưa bàn tay lên. Dạ đọc Pali cũng được, kệ cũng được, thậm chí đọc tiếng Việt cũng được. Dạ quý vị cứ mạnh dạn lên, không đòi gì hết. Số khá đâu rồi? Quên nữa, thấy số khá chạy ra chạy vào. Mời số khá nha, số khá chứ đừng nói là không mời rồi không lên nha. Dạ mời tất cả đạo tràng, Nhật Quỳnh có thiếu sót vị nào thì quan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ sa thú bằng tay của cô tu nữ Thâm Mát Trái Rí, sa thú bằng tay của Sích Tâm Hương. Dạ dạ bây giờ Nhật Quỳnh nhường mic cho cô nha. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Tha, dạ. Dạ xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn, kính chào cô Nhật Quỳnh, cô Ái Minh, cô Sương Mai, cô Hoa Nguyệt, xin kính chào tới toàn thể quý vị. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 279 ạ. Sampe dhamma alanta ti yada panya yabasa ti athani pinda ti dunkhe e samango visuddhi yam. Sampe dhamma alanta ti và đà văn nhã và văn sa tỳ a tha ni tiên đà a tha ni tiên đà tỳ đồng kề e sa mang go vi xuân thi yam sa pê tham ma a lam ta tỳ và đà văn nhã và văn sa tỳ đồng kề e sa băng go vi xuân thi yam. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta thoát nghi phiền não ác ma, đạo thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Đó là động cơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con đã xả trả bài xong rồi, mời bàn tay của Lạc Lê nha. Dạ con Tâm Phương, dạ con trước hết con để đảnh lễ ba ngôi tam bảo, hiện nam mô Bụt Tha, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Kha.
con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Cảm ơn Ái Minh, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã cho biết âm thanh rõ. Dạ. Sắp bê tham ma anatta anatta tiya da panya yapat sati attha nipindati dukkhe e samago vi suttiya. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chưa rõ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Dưới Đức. Bê tham ma anatati yada panya japasati atha nipindati dukkhe esamango visuddhiya. Sabbe dhamma anattati yada panya japasati atha pinda vì đồn khê ê sa manh gô vì xuân thi gia. Tất cả các vô ngã với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Nhà đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Đức. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, kính cảm ơn cô Lạc Lê. Con Sư Mai, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Và Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Pháp Cú 279. Sabbe dhamma anatta ti yada tham yada banya yabassati attha nibbin dati dukkhe e samaggo visuddhiya. Sabbe dhamma anatta ti yada banya yabassati attha nibbin dati dukkhe e samaggo visuddhiya. Sabbe dhamma anatta ti gia đa ban nha và bát sa ti a tha ni bin đa ti du khê e sa mắc go vi su thi ya. Sabbe dhamma anatta ti gia đa ban nha và bát sa ti a tha ni bin đa ti du khê e sa mắc go vi su thi ya. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính dân Minh Đinh Cô Cẩm Nhân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính linh lễ Đức Phật, con kính linh lễ giáo pháp. Con kính linh lễ Đức Tăng, con kính linh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Thầy Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 279. Sắp đê thăng ma á nát ta tí giá đà tăng nhà giá pháp xá tí á thá nít biên đá tí đức đê ê xá mắc đô quý suốt thí gia. Sắp đê thăng ma á nát ta tí giá đà tăng nhà giá pháp xá tí á thá nít biên đá tí đức đê ê xá mắc đô quý suốt thí gia.
sắp đề thầm mà ana ta tí giá đàn ban nhà giá bát xá tí á thá tiền đá tí đức kề hề xá mắc gồ quy suốt thi già tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán kính con đường thanh tịnh ánh dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Khi tệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Và phẩm dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của sư tăng Đức Khá Xích Ái Minh Nhật Quỳnh. Dạ, mời bằng tay sư cá. Alo. Cảm ơn cô nhiệt tình. Nam mô A Nam mô Ma A Nam mô Sa Ca Đà. Con kính ngảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật trong đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 279. Sabbe dhamma anatta ti jada manya japasati athanipping dati dukkhe samago visuddhi la. Sabbe dhamma anatta ta ti jada manya japasati athanipping bình đa tí đúc khề e sa mắc gồ quý su thi già sa bề thầm mà a la ta tí ra đà bàn nhà giám phát sa tí a tha ni bình đa tí đúc khề e sa mắc gồ quý su thi già tất cả pháp vô ngã với quán vậy đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính mời cô Nhật Bình cầm mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư khá. Để Nhật Quỳnh coi thấy Phương Nghiêm. Nhật Quỳnh không biết là vị nào, nhưng mà thấy chạy ra chạy vào rất là nhiều lần mà đưa tay cầm mic cũng không được, nên là Nhật Quỳnh mới mời bằng tay Phương Nghiêm nha. Dạ, sa thú mời cô ấy Minh. Dạ, sa thú quý vị đã trả bài. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Thầm Ma giá, nam mô Phật Tha giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Minh Mẫn cô tu nữ Thanh Nói Cha Ri. Kính chào với anh chị, con xin phép được trả bài câu pháp cú số 279. Sắp đề tham ma anatta ti ya da ban nhà ya ba sa ti a tha ni bin da ti đức khe e sa ma cơ vi su ti ya sam đề tham ma anatta ti ya da ban nhà ya ba sa ti a tha ni bin da ti đức khe e sa ma cơ vi su ti ya. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Sam đề tham ma anatta ti ya da ban nhà ya ba sa ti a tha ni tin da ti dukhe e samago visuddhi ya. Sắp đề tham ma anatta ti ya da ban nhà ya ba sa ti a tha ni tin da ti dukhe e samago visuddhi ya. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Mến mời Phương Nghiêm, đừng té nữa Phương Nghiêm, giữ chặt mic nha. Mến mời Phương Nghiêm.
Dạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ chư Đông Đức Tăng. Dạ kính nào ạ? Quý cô chú. Dạ con xin đọc bài Pháp Cú 279 ạ. Sabbe Dhamma Anattati Yada Panya Yabhasati Athayipati Dukkhe E Samakko Visuddhiya. Sabbe Dhamma Anattati Yada Panya Yabhasati Athayipati Dukkhe E Samakko Visuddhiya. Sabbe Dhamma Anattati Yada Panya Yabhasati Athayipati Dukkhe E Samakko Visuddhiya. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ con kính gửi biết đến đạo tràng. Sa thú kính cảm ơn Phương Nghiêm. Cực khổ rồi cũng thành công ha. Dạ rất là mừng thấy Phương Nghiêm nói được là mừng lắm rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ông bài Pháp Cú Kinh số 279. Sabbe Dhamma Anatta Tiyada Panya Yabhasati Athanipindati Dukkhe E Samakko Visuddhiya. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Nhật Quỳnh thấy hết giờ nhưng Nhật Quỳnh tính thật. Dạ Sabbe Dhamma Anattati Yada Panya Yabhasati Athanipindati Dukkhe Ê sa mắc gơ vì ruột thi gia. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Và đây là bản chuyển ngữ của bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhà sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Mát Chá Trí và chị em đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 280. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn. Dạ sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui chiến quá, con kính dâng mít đến sư. Dạ sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo. Sao nãy giờ không ho, tự nhiên lên cầm mic cái nó ho. Dạ yeah, con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.
Dạ, nghe hơi nhỏ. Nhỏ level. Dạ rồi, chắc là nghe ok rồi. Dạ, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Chà, sao dễ. Mình nhảy lung tung rồi. Dạ, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. À, cùng chư tôn đức hiện diện, kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào học bài mới với câu kệ pháp cú số 280. À, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn 1 của câu kệ Uthana Kalamhi Anuthano. Anuthano. Cái từ này cái từ này đó thì xin thưa quý vị đó, ở trước đó chúng ta thấy có cái từ Uthana. Thì ở sau đó là phủ định lại. Thành ra nó có cái hình thức là Anuthana, cho nên đó là Sít Ái Minh đưa lên cái từ là Anuthano đó. Thì nó không có đồng tự với cái từ ở trước đó. Thành ra đó là Sít Quan Hỷ Sít sửa lại cái từ ở sau Anuttha, Anuthano. Hai từ này nó đối lại với nhau, Uthana thì là Anuthana. Dạ phải rồi. Uthana kalamhi Anuthano. Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai. Yuwa bali a lasi yang upeto. Yuwa bali a lasi yang upeto. Đoạn thứ ba. Sang san na sang kapama no kusito. Sang san na sang kapama no kusito. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Panya yamak gang a la so na windati. Panya yamak gang a la so na windati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của 4 đoạn này. Tại sao hôm nay chúng tôi không có nói đó là tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi? Sở dĩ chúng tôi không có nói việc dịch văn xuôi đó là, xin thưa quý vị, cái câu kệ này bản dịch 5 chữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đó quá hay rồi. Và rất là gần gũi đi sát với cái câu kệ Bali này. Nên chi chúng tôi sẽ không có dịch văn xuôi nữa. Đoạn 1 của câu kệ Uthana Kalamhi Anuthano. Chúng ta thấy có 2 từ. Từ đầu tiên là một hợp từ, chúng ta tách ra Uthana cộng với là Kalamhi. Kalamhi đó là Kala mà chia theo cách thứ 7. E âm hi asmin. Thứ 7 có 3 cái hình thức vậy đó. Cách thứ 7 đó thì chúng ta thêm một cái trạng từ vô là trên, trong, ở. Uthana đó có nghĩa đó là sự tháo vát hay là sự nỗ lực. Sự tháo vát hay là sự nỗ lực. Còn ca lá đó là thời kỳ.
Mà ca lâm hí đó là trong thời kỳ, trong thời gian. Rồi chúng ta bước sang từ thứ hai. Anuthano, Anuthano. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra na cộng với là uthana. Thì uthana chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Còn na là một cái phủ định từ, có nghĩa là không. Uthana đó là sự tháo vát, sự nỗ lực, sự năng nổ. Thì anuthana đó là không tháo vát, không nỗ lực, không tinh cần, không năng nổ, không sốt sắng, đại loại vậy, phủ định lại. Tới đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên dũ qua là dũ quá. Dũ quá đó là tuổi trẻ hay là thiếu niên. Dũ quá là tuổi trẻ hay thiếu niên, thanh niên, thanh niên chứ, dạ, thanh niên. Còn Bali, Bali là ba lá, mà này chỉ người thành ra có hình thức là Bali. Bali đó là người có sức lực. Dũ qua là người có tuổi trẻ nè. Bali là người có sức khỏe hay là sức lực mạnh khỏe đó. Bali người mạnh khỏe. Alasiyang, Alasiyang có nghĩa là uể oải, là lừ đừ, uể oải lừ đừ. Mà chúng ta cũng có thể dịch ra là lười biếng, biếng nhác. Rồi upeto. Upeto đây là một cái quá khứ phân từ của động từ upeti. Mà upeti có nghĩa đó là đến gần hay là tiến gần đến. Vậy thì là alasiyang upeto đó là đến, đi đến, đi đến lười biếng. À, mà mình nghe mình nói đi đến lười biếng thì nghe nó không hay, cho nên mình có thể dịch là trở nên lười biếng hay là trở thành lười biếng. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên là một hợp từ chúng ta tách ra sang sanh ná cộng với là sang cáp tá cộng với là mát ná. Mát ná mà chia theo chủ cách thành ra là mát nô. Sang sanh ná, sang sanh ná đó là nó đồng nghĩa với cái từ là á sam pan ná, là không có đầy đủ. Cho nên sang sanh ná đó, sang sanh ná này đó chúng ta dịch là tinh thần suy nhược, ý chí nhu nhược, tinh thần nhu nhược, ý chí nhu nhược. Rồi sang cáp bá, sang cáp bá là tư duy hay là suy tư. Tư duy là suy tư. Samma sankappo là chánh tư duy. Tư duy hay là suy tư. Mano là ý. Ý dẫn đầu các pháp. Mano là ý. Từ cuối cùng.
À, nguyên các cái cụm từ đó ngài hòa thượng ngài dịch là trí nhu nhược. Từ cuối cùng Kusito. Kusito là sự biến nhát, sự lười biếng. Sự biến nhát, sự lười biếng. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư, đoạn thứ tư chúng ta có đến 5 từ. Đoạn thứ tư chúng ta có đến 5 từ. Từ đầu tiên Panya giá, Panya mà chia theo cách thứ ba, Panya giá. Cách thứ ba đó là chúng ta thêm một cái giới từ vào, do bởi với bằng theo. Cách thứ ba chỉ phương tiện. Panya là trí tuệ, mà Panya giá là bằng trí tuệ hay là bởi trí tuệ. Mắt răng là đạo lộ hay con đường hay là phương cách thực hành. Ngài Hòa Thượng ngài dịch đó là chánh đạo. Dạ đúng rồi, ngài dịch là chánh đạo. Dịch ý đó. Rồi Alaso là nó đồng nghĩa với cái từ Alasiyan ở trên đó. Là lười biếng, biến nhát. Từ tiếp theo ná là một phủ định từ, có nghĩa là không. Và từ cuối cùng Windati, đây là động từ của câu. Windati đó có nghĩa là to know, to fight. Tiếng Anh, tiếng Anh họ dịch vậy đó. Thì tiếng Việt mình đó là hiểu biết, tìm ra. Hiểu biết, tìm ra, tìm được. Rồi con chư Phật tử chúng ta có thể đó là ghép các cái từ này lại thành một câu, thành một đoạn. Và chúng tôi thấy cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu đó quá hay rồi, thành ra đó là chúng tôi không có dịch văn xuôi nữa. Thì cái câu kệ này ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch văn Việt như thế này: khi cần không nỗ lực là câu thứ nhất. Chí nhu nhược biến nhát. Khi cần không nỗ lực, trí nhu nhược, biến nhát. Hình như là ai mình post lên cái câu đó nó thiếu một đoạn rồi. Post lên cái câu mà bản dịch của ngài Hòa Thượng nó thiếu một đoạn rồi. Bản dịch của Hòa Thượng là như thế này nè: khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười. Tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Dạ đúng, đúng rồi, Sít Ái Minh, Sít Nhật Bình post lên á. Dạ. Dạ phải rồi, cái câu Sít Ái Minh mới post lên sau này nè. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Đó là ý nghĩa từ vận cùng với bản Việt dịch của ngài Hòa Thượng ngài Minh Châu. Kính tri ân Sít Ái Minh, Sít Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần triết nghĩa từ vận. Bây giờ xin chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā bhūtaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Nó nhỏ lại.
Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bhagavato Savakka Sangho Sangham Namami. Namathura Tanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 280. Câu kệ này nằm trong phẩm Mát Gá Quát Gá. Phẩm Đạo. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná đề cập đến tỳ kheo Tít Xá. Tương truyền rằng có ở trong cái bản chú giải kinh Pháp Cú này đó thì nói rằng có đến 500 công tử con nhà gia thế, nhưng mà ở trong cái bổn sanh truyện đó, trong Cha Tát Cá đó thì nói đó là chỉ có và có 30 thôi, 30 cùng với những người đi chung. Vậy có lẽ là chắc 30 người đó là 30 người dẫn đầu. Mỗi một người đó có thêm một số tùy tùng, một số đồ chúng, thì thành ra cộng lại là 500. Cộng lại 500. Thì xin thưa quý vị đó, cái con số ở đây đó, chúng ta hiểu theo cái nghĩa tương đối thôi, chứ chúng ta cũng không có cần thiết là phải hiểu 500 thì phải đủ 500 hoặc 30 thì phải đủ 30. Chúng ta có thể hiểu như vậy, hiểu đây là một cái con số tương đối, một cái con số tượng trưng thôi, cho mình biết là có một nhóm các cái thiện gia nam tử có các cái thiện gia nam tử đó ở thành Sa Quách Thi. Khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng Phật Pháp và họ đã hoan hỷ với cái lời dạy của Ngài, đồng thời đó từ cái lời dạy của Ngài họ nhận ra được về cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Cho nên đó là sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng Phật Pháp, họ nghe xong, bây giờ đó họ mới đến để xin Đức Thế Tôn được xuất gia. Và sau khi mà được xuất gia xong đó, thì họ mới đi đến Đức Thế Tôn để xin một cái đề mục hay là một cái đề tài về thiền đó. Rồi đi tìm một cái nơi thích hợp đó để tu tập. Để tu tập. Và ở trong Cha Tát Cá nói cái đề tài mà Đức Thế Tôn Ngài đưa ra cho các cái vị này đó là nằm ở trong 38 cái đề tài thiền quán. Yeah. 38 cái đề tài thiền quán. Thì sau khi mà họ nhận đề tài từ nơi Đức Thế Tôn xong đó, thì họ mới vân du
đi tìm một cái cảnh giới, một cái nơi thích hợp để thực hành sa môn Phật. Một thời gian sau, một thời gian sau đó, thì đa số trong 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 cái nhóm những người mà xin Đức Thế Tôn xuất gia rồi xin đề một thiền quán đó, đi tu đó đó, thì đều chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Nhưng dĩ nhiên cũng có một số vị đó là mình nói theo cái từ thông thường đó là ham vui rồi từ bỏ cuộc chơi. Thành ra đó là không có thành tựu được cái chi cả. Không thành tựu được cái chi cả. Thì sau khi thành tựu được cái quả vị A-la-hán, các ngài mới trở về thành Sao Quách Thi để đảnh lễ Đức Thế Tôn, đồng thời đó cũng báo cho ngài biết được cái thành quả mà mình đã cố công huân tu trong suốt thời gian qua đó. Thì xin thưa quý vị đó là khi mà nghĩ sao thì họ làm vậy, cho nên đó là họ mới thu xếp lên đường về Sao Quách Thi. Thì khi mà gần đến thành Sao Quách Thi đó, bây giờ có một cái thôn, cái xóm ở gần đó đó, thì chư tỳ kheo đã đi khắc thực ở đó. Thì khi chư tỳ kheo, mà chư tỳ kheo ở đây là các bậc A-la-hán đi khắc thực, thì bây giờ gia chủ ở cái thành đó thấy tướng hảo quang minh của các ngài, cho nên rất là hoan hỷ, đặt bát xong rồi là thỉnh các ngài ngày mai tiếp tục đến để lấy bát. Và các cái bậc A-la-hán này đã nhận lời, sau đó nó mới trở về chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi trình bày cái thành quả của mình lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngày tán thán, ngày khen ngợi các bậc A-la-hán này. Thì bây giờ những cái vị mà rớt lại, những vị ham vui từ bỏ cuộc chơi không thành tựu được cái chi đó. Nghe Đức Thế Tôn ngày ngày khen ngợi, ngày tán thán các ngài A-la-hán vậy đó, cái bắt đầu mới cũng hơi ganh tị, hơi khó chịu, cho nên mới nghĩ bụng đó là thôi, giờ mình không có thành tựu được cái chi cả, cho nên không có được Đức Thế Tôn ngày khen ngợi trước hội chúng, thì thành ra đó là giờ mình phải nỗ lực tu hành sao đó để thành tựu được đạo quả A-la-hán, để được Đức Thế Tôn ngày khen. Thì như vậy là qua cái ý này này chúng ta thấy đó là các cái vị này tu đó là mục đích để được Đức Thế Tôn ngày khen ngợi trước hội chúng, chứ không có phải đó tu để thoát khỏi đó là sanh già khổ chết, thoát khỏi đó cái khổ luân hồi. Thì thành ra đó cái kiểu tu này đó, xin thưa quý vị đó, cũng còn liên hệ đến tham, cũng còn liên hệ đến tham. Mà khi mà mình làm bất kỳ một cái chuyện gì, một cái việc gì mà còn liên hệ đến tham, thì cái tâm của mình đó, nó cũng vẫn còn bị trói buộc, vẫn còn bị ràng buộc. Vì hễ cái tâm của mình mà còn bị trói buộc, còn bị ràng buộc vậy đó, thì mình khó mà thành tựu được cái mục đích cao cả, mục đích tối thượng. Mục đích tối thượng. Thì bắt đầu đó là các vị đó cũng tu vậy. Rồi sau khi đó là đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, cái bắt đầu đó đảnh lễ Đức Thế Tôn chào hỏi rồi là chuyện trò qua lại xong, thì các vị tỳ kheo này đó mới bạch Đức Thế Tôn tiếp rằng là bạch ngài, trên đường về chùa đó chúng con có ghé vào một cái thôn xóm nọ, rồi có một ông thiện nam đó, ông đặt bát xong rồi ông thỉnh chúng con đó là sáng mai trở lại cái ngôi làng đó để mà khắc thực tiếp. Thì xin thưa quý vị, trong nhóm những vị đó mà hạ quyết tâm tu để chứng đắc đạo quả A-la-hán, để được Đức Thế Tôn khen ngợi trước hội chúng đó,
vì do tinh tấn để mà đi kinh hành suốt đêm vậy đó, cho nên đó là phát sanh lên cái hôn trầm thủy miên, buồn ngủ giả dưỡi đó, và đang trong lúc đi vậy đó thì bị té, té xuống một cái tảng đá làm cho bị gãy xương, bị gãy xương. Và gãy xương đó thì chúng ta biết là nó đau đớn khôn cùng, cho nên đó là gì đó mới la lên. Thì lúc đó đó Chư Tăng mới nghe và nhận ra được đây là một cái âm thanh của một cái người bạn đồng phạm hạnh đã từng tu chung với mình. Cho nên các cái vị A-la-hán, rồi trong đó cũng có những vị phàm tăng đi ra săn sóc băng bó cái vết thương cho cái vị tỳ kheo té đó, đó. Và cái lúc đó đó là gần sáng rồi, thành ra đó là quá trình chữa trị băng bó vết thương cho cái vị đó, đó tốn kém rất là nhiều thời gian. Cho nên khi mà làm xong những cái công việc đó đó thì trời cũng đã hơi trưa trưa rồi, nên chi đó là không có đủ thời gian để đi đến cái thôn kia để mà cắt thực như lời hứa với ông Thiện Nam nọ. Thì cũng vào lúc đó Đức Thế Tôn đi ra thấy vậy, cho nên mới hỏi Chư Tăng là này các tỳ kheo, chẳng phải đó là các ông đi đến ngôi làng kia để mà nhận Phật thật hay tăng hay sao? Thì lúc đó đó các bậc A La Hán Chư Tăng nó mới bạch ngài, thưa không ạ. Lúc đó đó Chư Tăng mới tường thuật lại cái câu chuyện là do cái vị này dạy cho nên đó là trễ nãy không có thể đi được. Lúc đó Đức Thế Tôn mới giải tiếp là này các tỷ kheo, không phải đó. Đây là lần đầu tiên mà cái vị tỳ kheo này nè làm trở ngại cái việc nhận vật thực của Chư Tăng, mà đời xưa kiếp trước đó vị này cũng đã từng làm như vậy rồi, và Đức Thế Tôn ngài mới thuyết một cái bổn sanh truyện mà nãy giờ chúng tôi cũng đã phối hợp để trình bày với quý vị đó. Ngài thuyết cái bổn sanh chuyện đó xong, cái ngài mới ngâm lên câu kệ: ai việc phải làm trước về sau mới muốn làm, như bẻ củi Warana, nó về sau bị khổ. Sau khi mà Đức Thế Tôn ngài ngâm câu kệ vậy xong, ngài kết thúc cái bổn sanh chuyện xong đó, cái ngài mới dạy tiếp. Ngài nói này các tỳ kheo, kẻ không thức dậy khi đến thời phải thức dậy, kẻ lười biếng ý chí nhu nhược, kẻ ấy không bao giờ phát triển được thiền định hay là giác ngộ đạo quả, cùng với các cái pháp thượng nhân khác. Dạy vậy xong ngài mới thuyết lên cái câu kệ: Uthanaka lam hi anuthano yuva bali alasi yang upeto sangsana sangkapamano kusito panyaya magang alaso na windati. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ: khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chỉ nhu nhược biển nhát, với trí tuệ thụ động sao tìm được chánh đạo. Và đó là toàn bộ duyên sự của cái câu kệ này. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ này. Người xưa đó người ta nói: ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Khi nói rằng tu hành có bạn đó có nghĩa rằng là khi
người ta làm cái gì. Ví dụ như đó là người ta học kinh, người ta học pháp, người ta tu thiền. Thì khi nào ta làm gì đó, thì ngay khi đó mình hãy lấy đó làm đối tượng để kích thích cái thiện tâm của mình, để kích thích cái sự vui thích, thỏa thích trong cái việc hành đạo, trong cái việc hành đạo. Từ đó đó mà mình có được một cái sự tiến bộ, có được một cái sự tiến bộ. Thì tu hành có bạn như vậy đó mới có lợi cho mình. Chứ còn tu hành có bạn theo cái nghĩa thông thường đó, tức là người ta cũng đầu cạo trọc, mặc y áo giống mình thì mình cũng giống người ta vậy đó. Thì xin thưa quý vị đó, tu hành có bạn theo cái kiểu vậy đó là không thực sự có lợi ích lắm. Tức là chỉ trên phương diện hình thức thôi đó thì mình cũng sẽ đạt được cái kết quả hình thức. Còn khi nào đó mà tu hành có bạn theo cái nghĩa đó là ý nghĩa hay là nội dung chứa đựng ở bên trong đó, thì lúc đó đó mình mới thật sự đó là có được một cái kết quả mỹ mãn. Kết quả mỹ mãn. Ở trong Trung Bộ Kinh Đức Thế Tôn ngày mới ban đầu đó là tôn giả Ananda đưa ra một cái nhận định bạch Đức Thế Tôn ở trong pháp và luật này đó, tùy thuộc vào thiện bằng hữu đó là 50%. Mà Đức Thế Tôn ngày xác định ngày nói không phải vậy đâu, mà tùy thuộc vào thiện bằng hữu đó 100%, toàn bộ đời sống phạm hạnh này đó là tùy thuộc vào thiện bằng hữu, tùy thuộc vào thiện bằng hữu. Thành ra đó là ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó, bạn đó phải là đối tượng, phải là đối tượng để kích thích cái sự hăng say, sự thích thú, sự đam mê của mình ở trong việc nỗ lực thực hành sa môn pháp, sao cho thành tựu được sa môn quả, thành tựu được sa môn quả. Thì lúc đó đó thiện bằng hữu đó đó được phát triển dần dần lên, phát triển dần dần lên. Mới ban đầu đó là thiện bằng hữu dục giới, rồi từ thiện bằng hữu dục giới đó cái mình mới phát triển lên thiện bằng hữu sắc giới, vô sắc giới, rồi trên cơ sở đó cái mình mới phát triển qua thiện bằng hữu siêu thế, thiện bằng hữu siêu thế. Thì tu hành có bạn theo cái kiểu đó đó mình mới không còn bị sanh, không còn bị già, không còn bị bệnh, không còn bị chết nữa. Chứ còn mà tu hành có bạn, tức là người ta mặc y mình cũng mặc y nè, rồi cái người ta đi chơi mình cũng đi chơi, đó là đại loại vậy đó. Thì tu hành có bạn kiểu đó đó là không thật sự có lợi ích lắm. Không thực sự có lợi ích lắm. Như vậy đó là thì là khi người ta tu thì mình cũng phải tu. Mình cũng phải tu. Thành ra đây Đức Thế Tôn ngài bây giờ đó là Uthana Kalamhi Anuthano. Anuthano. Không khi cần không nỗ lực, hay là không nỗ lực, không tháo vát, không siêng năng, không tinh cần, trong lúc cần tháo vát, cần siêng năng, cần nỗ lực, cần tinh thần. Lúc mà mọi người người ta đang tu tập vậy đó, thì mình lấy đó làm đối tượng, mình lấy đó làm tấm gương, cho nên đó là mình cũng tinh cần, tinh tấn, siêng năng, song sáo, năng nổ, tu tập giống ta. Như trong cái duyên sự cái câu chuyện này nè, là 30 vị tỳ kheo hoặc là 500 vị tỳ kheo sau khi xin cái đề mục từ nơi Đức Thế Tôn xong, tìm một cái chỗ thích hợp để ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt nè, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp.
người ta siêng năng nỗ lực tinh tấn tu tập tứ niệm xứ vậy, hay là người ta siêng năng tinh cần tinh tấn tu tập 37 pháp tự giác ngộ vậy, thì lúc đó đó mình cũng cố gắng, cũng siêng năng, cũng nỗ lực, cũng thao phát để đua theo người ta, để thu đua theo người ta. Thì dĩ nhiên đó là đua thì mình cứ đua, còn cái việc đó thành tựu được cái gì hay không đó là nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, nhiều yếu tố khác nữa. Ở trong đó đó có một cái yếu tố quyết định, đó là ba la mật của mỗi người, tức là sự huân tu của mỗi người trong quá khứ cho đến giờ. Nếu mà cái sự huân tu đó đó đủ, đã đủ, hay mình nói cách khác là đã đến thời kỳ chín mùi đó, đến thời kỳ chín mùi đó, thì cái sự siêng năng nỗ lực tháo vát tinh tấn để thực hành sa môn đó khiến cho mình đó ngộ ra được, khiến cho mình ngộ ra được, tức là khiến cho mình đã thành tựu được sa môn pháp. Nhưng mà ngay khi đó đó người này lại không có nỗ lực, không có tháo vát, không có siêng năng để thực hành sa môn pháp, mà làm những việc khác khác, làm những việc khác khác. Ví dụ như đó là người ta tu tập đó là có giờ giấc, có chương trình hẳn hò vậy đó, thì bây giờ đó là người này tu tập không có giờ giấc, không có chương trình chi chi cả. Cái giờ mà người ta lên tụng kinh Tam Bảo đó thì mình lại đi quét rác. Thời mà người ta hành thiền đó thì mình lại đi đọc kinh sách. Thời mà người ta đi đọc kinh sách đó, thì mình lại đi ngủ, đại loại vậy. Mình làm việc nó hơi khác người ta, mặc dù đó mình với người ta đó cũng đều là người tu giống nhau, là cũng là đều người tu giống nhau, nhờ vì mình làm việc khác người ta vậy đó, thành ra là gì, thiếu đi cái sự hỗ trợ, thiếu đi cái sự hỗ trợ, thiếu đi cái đối tượng kích thích làm cho cái sự tinh tấn siêng năng của mình đó nó phát triển hơn, nó phát triển lên, nó phát triển lên. Cái điều này chúng ta hiểu rộng ra nữa đó, hiểu rộng ra nữa đó, ví dụ như là bây giờ chúng ta đang vào trong room để nghe pháp vậy nè, thì mọi người cùng lắng tai nghe pháp, mình cũng ráng cố gắng đó lắng tai nghe pháp, tùy thuộc vào cái trí tuệ của mình đó mà mình có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của cái câu kệ này, hoặc là mình hiểu được một phần nào đó ý nghĩa của cái câu kệ này. Thấy có rất là nhiều các cái nickname nè, người ta làm việc đó thì mình cũng cố gắng làm vậy. Thì sau này đó, khi mà có cái điều kiện hội tụ lại với nhau, lúc đó mình có cái để mà mình bàn luận. Còn bây giờ nè, người ta nghe pháp vậy, nhưng mà mình thì là làm việc này việc kia, thì thành ra đó là gì, mình bỏ lỡ đi cái việc nghe pháp này. Cho nên đó, đến một lúc nào đó mình có cái điều kiện, cái duyên lành để hội họp lại với nhau, trao đổi nhau đó, người ta thảo luận về câu kệ này, mình không biết. Dĩ nhiên cũng có một cái trường hợp ngoại lệ, đó là cái lúc này cũng có một cái room khác, hoặc là có một vị giảng sư khác, hoặc là mình có một cái phương pháp thực hành khác mà mình cân đo đong đếm, thấy rằng nó có lợi hơn, và có lợi hơn cho nội tâm của mình đó, thì mình có thể không nghe, không nghe thuyết pháp ở đây, mình nghe mình làm những cái công việc khác, mình nghe mình làm những cái công việc khác để có cái lợi ích hơn, thì lúc đó đó mình có thể theo dạy, có thể theo dạy. Như vậy đó là nếu mà mình đã tham gia vô một cái cuộc chơi, tức là mình đã gia nhập vào một cái nhóm, một cái hội nào đó, và dĩ nhiên khi mà mình tham gia vào một nhóm, một hội nào đó đó, thì trước đó mình cũng đã có cân đo đong đếm, có phân tích chứng minh cái hội chúng đó đó là hội chúng gì, họ đang làm cái gì, cái việc họ đang làm đó, có lợi hay là không có lợi, thì bây giờ mình mới tham gia.
Và khi mình đã tham gia vào cái cuộc chơi đó, mình tham gia vào cái hội chúng đó, mình tham gia vào cái nhóm đó, thì để đạt được cái lợi lạc chung, hoặc là để mình có được một cái sự tiến bộ giống người ta, thì bây giờ đó là mình phải sống cho nó có kỷ luật, sống cho nó có phương pháp, sống cho nó có cái chương trình thẳng thôi. Người ta làm gì mình cũng làm theo vậy. Người ta ăn cơm thì mình ăn cơm, người ta ngủ thì mình ngủ, người ta đọc kinh thì mình đọc kinh, người ta ngồi thiền mình ngồi thiền. Mình ngồi thiền. Như vậy đó thì là mình mới có được cái sự siêng năng nỗ lực tháo vát trong lúc cần siêng năng nỗ lực tháo vát. Còn mà mình làm ngược trở lại thì tức là không có sự siêng năng nỗ lực tháo vát trong lúc cần siêng năng nỗ lực tháo vát. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, tuy trẻ mạnh nhưng lười. Yuva Bali tức là có tuổi trẻ nè, có sức khỏe nè. Alasiyang Upeti nhưng mà lười. Nhưng mà lười biếng, có tuổi trẻ nè, có sức khỏe nè, thì xin thưa quý vị, đây là một cái lợi thế. Một cái lợi thế để cho mình đó là phát triển, làm giàu lên các loại tài sản. Cho nên là ở trong một cái câu kệ khác cũng Pháp Cú này, Đức Thế Tôn ngày dạy đó là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, cò già ủ rũ bên nào, cá tôm chẳng có xanh sao chết ngon. Lúc mà mình còn tuổi trẻ nè, mình còn sức khỏe thì ráng cố gắng đó học hành cho nó có cái nghề. Từ cái chỗ đó mà mình có cái nghề đó, phát triển cái nghề đó, đạt đến là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, thì lúc đó đó mình sẽ tạo ra được vô vàng của cải tài sản vật chất. Của cải tài sản vật chất đó đó phục vụ cho bản thân của mình, giúp đỡ cho ông bà cha mẹ vợ chồng, con cái anh chị em. Và cũng của cải tài sản vật chất đó đó để dành lúc mà mình về già đó có cái để mà hưởng. Đó là lợi dụng vào tuổi trẻ, sức khỏe để mình phát triển, làm giàu tài sản nhân sản, tài sản con người đó. Nhưng mà rồi cũng nhờ cái tuổi trẻ sức khỏe này nè, khi mình có tiền có bạc vậy đó, cái bắt đầu là có tiền có bạc, có sức khỏe vậy đó, thì bắt đầu là gì, mình giúp đỡ người này người kia, như là phụng dưỡng cha mẹ nè, hiếu thuận bậc sanh thành nè, chăm sóc vợ và con nè, rồi là năng phụng dưỡng mẹ cha nè, hậu đãi bậc huynh trưởng, rồi là gì, cúng dường các đền tháp nè, hỗ trợ nè, giúp đỡ nè, các cái bậc tu hành nè, các cái bậc tu hành, thì đó là nhân tạo phước. Và nhờ cái nhân tạo phước đó, đó cho nên là gì, khiến cho sau khi thân ngoại mạng chúng được sanh về chư thiên, được sanh về chư thiên, thì khi đó sẽ được cái loại tài sản thứ hai là thiên sản. Nhưng mà cũng từ cái tuổi trẻ này nè, rồi có sức khỏe vậy nè, bắt đầu đó là mình có khả năng làm được nhiều chuyện mà người khác không làm được. Lúc còn trẻ còn khỏe vậy đó thì nhiệt huyết, cái bầu nhiệt huyết còn rất là mạnh, rất là cao. Cho nên ngay khi đó đó mà mình nỗ lực, khi cần nỗ lực thì mình có thể đạt được thánh quả. Có khi đạt được thánh quả. Còn trẻ còn khỏe, còn sức khỏe đó mà mình có thân cận các bậc chân nhân nè, do thân cận các cái bậc chân nhân đó đó cho nên mình mới nghe được diệu pháp. Do có nghe được cái diệu pháp đó đó cho nên mình mới có được cái đức tin, tức là mình có được cái niềm tin, có được cái niềm tin về Phật, về pháp, về tăng, có được cái niềm tin về phước, về tội, có được cái niềm tin về quá khứ, hiện tại, vị lai, có được cái niềm tin về nhân quả, nghiệp báo.
Cá nhân quả nghiệp báo, từ chỗ có cái niềm tin đó đó, cái mới dẫn đến đó là có ba hành thuộc thiện. Do có niềm tin vậy đó cho nên tự bản thân của mình cam tâm tình nguyện thu thúc, thu thúc gìn giữ để thân hành, khẩu hành, ý hành đó thuộc thiện. Và do có thân hành, khẩu hành, ý hành thuộc thiện vậy đó cho nên là cái gì, mới cố gắng siêng năng tinh tấn để chiêm nghiệm, quán xét, soi rọi về cái bản thân của mình, hay chiêm nghiệm soi rọi về cuộc đời này để thấy được đó cái tính chất vô thường, khổ não, vô ngã của vạn hữu, vô ngã của vạn hữu, từ đó đó mà thành tựu được sự giải thoát. Đó, thành tựu được sự giải thoát. À chứ còn xin thưa quý vị đó, sau khi mà chúng ta bỏ qua đi cái thời niên thiếu sức khỏe tràn trề đó, và đến cái thời trung niên rồi bắt đầu bệnh tật ốm đau liên miên đó, thì lúc đó đó ha, xin thưa quý vị đó, mà mình bỏ ra chừng 1-2 giờ liền thôi để mà mình nghiên cứu Phật pháp thôi, chứ đừng có nói gì là bỏ ra 1-2 giờ liền để mà ngồi kiết và lưng thẳng đặt niệm trước mặt mà, rồi là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, là một cái vấn đề rất ư là khó, khó để mà thực hành được. Và rất ư là khó để mà thực hành được. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, cái lúc mà mình còn tuổi trẻ, còn sức khỏe vậy nè, tức là ám chỉ cho cái lúc cái bầu nhiệt huyết của mình nó đang bừng 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 bừng. Tôi có nghĩa đó là ngay khi mà mình mới biết Phật pháp thôi. Mới biết Phật pháp thôi thì xin thưa quý vị, cái niềm tin của mình đối với Phật pháp mạnh, mạnh lắm. Sự siêng năng sốt sắng đối với Phật pháp đó cũng còn rất là cao. Sự cung kính, kính trọng đối với người tu đó cũng còn rất là cao, rất là mạnh. Từ cái chỗ mà còn cao còn mạnh đó, cái mình ráng cố gắng học hành cho nó tới nơi tới chốn một hoặc là một số pháp môn nào đó thôi, rồi cố gắng sống theo, cố gắng sống theo, thì lúc đó đó mình có thể thành tựu được những cái gì mà cần thành tựu. Nhưng nếu mà mình bỏ qua đó, xin thưa quý vị, mình cũng cứ âu dí dầu đó, âu dí dầu rồi cái từ từ đó cái mình thân cận, cái mình gần gũi với người tu riết đó, thì xin thưa quý vị đó là thời đại ngày nay đó, chúng ta thấy đó là người tu đó phàm nhiều hơn là thánh. Mà phàm đó thì là vàng thau lẫn lộn, mà chúng ta hiểu là thau nhiều hơn vàng, thau nhiều hơn vàng. Thành ra đó là mình cứ lân la này, rồi mình cứ thân cận lâu ngày riết, là bắt đầu là gì, những thói hư tật xấu của người tu đó lòi ra. Và khi mà lòi ra vậy đó thì là thần tượng bị đổ vỡ. Và thần tượng bị đổ vỡ thì khi mà thần tượng bị đổ vỡ thì niềm tin của mình bị lung lay, sự siêng năng sốt sắng đối với Phật pháp của mình cũng bị lui sụp. Và cũng bị lui sụp. Thì khi mà bị lui sụp vậy đó là trước hết là bản thân của mình bị lỗ lạ. Và bản thân của mình lỗ lạ. Và tiếp theo, vì cái sự lui sụp đó khiến cho mình không thành tựu được các cái pháp thượng nhân. Cho nên đó là chúng tôi nhớ ở bên Phật giáo Bắc truyền nó có cái câu này nghe cũng hay lắm. Bản thân chúng tôi cũng thường đọc cái câu này để nhắc nhở, và hy vọng là quý vị cũng có đồng cảm giống như chúng tôi. Bên đó họ nói như thế này nè. Nhất niên đó Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, và tam niên đó là bất kiến Phật. Thì ở đây đó mình hiểu là nhất niên, nhị niên, tam niên, tức là năm đầu, năm hai, năm ba, mà mình hiểu rộng nó ra đó là mình chia nó ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ đầu tiếp cận, thời kỳ thứ hai là đi vô giữa này, và thời kỳ sau khi đi vô giữa. Thời kỳ đầu tiếp cận đó là khi mình mới biết Phật pháp.
Thì à, mình mới biết Phật pháp đó, thì xin thưa quý vị đó, lúc đó cái niềm tin của mình mạnh, sự niềm siêng năng tinh tấn của mình mạnh, sự cung kính kính trọng của mình nó còn nhiều. Nhưng mà thời gian sau sau đó, do thân cận do gần gũi riết đó, khi mình thấy đó là mấy ông sư, mấy ni cô, mấy ông thầy đó, sao thấy nó cũng hơi giống giống mình quá, khi mà họ bực bội lên họ cũng chửi, rồi là gì họ mệt mỏi họ cũng ngủ vậy, rồi họ cũng gì đó xài điện thoại iPhone này kia kia nọ cũng hơi giống giống mình. Bắt đầu đó từ cái chỗ đó đó là cái sự kính trọng nó giảm từ từ. Mà sự kính trọng nó giảm từ từ có nghĩa là gì xin thú gì? Cái chủng tử giác ngộ của mình nó vơi đi rồi đó. Dạ nó vơi đi rồi đó. À thì Phật ở đây đó hiểu đó là gì? Là sự giác ngộ. Giác ngộ nó vơi đi rồi. Và đến một lúc nào đó đó mà mình coi thường luôn chư tăng ni. Và mình coi thường luôn chư tăng ni, coi thường luôn người tu đó. Thì lúc đó đó là sự giác ngộ chạy mất tiêu. Dạ sự giác ngộ chạy mất tiêu luôn rồi. À nên chi đó, mỗi mỗi người chúng ta đó xin thưa quý vị phải biết thương mình. Dạ. Thì khi mà thương mình đó thì phải làm sao đó để cho bản thân của mình có được cái lợi ích. Dạ, có được cái lợi ích. À, ông vua Basena đi ông hỏi bà hoàng hậu Malika chứ này hậu ở trong cuộc đời này hậu thương ai nhất? Cái bà hoàng hậu bà trả lời đó là ở trong khắp thế gian này nè, không ai đó mà thương thiếp hơn chính bản thân thiếp. Tức là tự bản thân của mình đó là thương mình nhất, cho mình không có thương ai hơn đâu. Và đồng thời cũng không có ai thương mình hơn chính mình cả. Và khi mà mình thương mình vậy đó thì mình phải tự biết làm lợi cho chính bản thân của mình. Làm lợi sao? Làm sao đó để mình đạt được nhân sản, là đạt được thiên sản, là đạt được thánh sản nè. Và khi mà đạt được thánh sản đó, lúc đó đó là gì? Mình từ từ hoặc là ngay khi đó luôn, hết sanh, hết già, hết bệnh, hết chết. À thì cái thương vậy đó mới thật sự là thương đúng nghĩa. Dạ thương đúng nghĩa. À mình hiểu ra được vậy đó thì là hãy tranh thủ, hãy tận dụng khi mình có tuổi trẻ nè, mình có sức khỏe nè. Cho nên ráng cố gắng tinh tấn siêng năng, học hỏi được Phật pháp bao nhiêu thì học hỏi, thực hành Phật pháp được bao nhiêu thì thực hành. Đến khi đó mà nó qua đi cái tuổi trẻ, qua đi cái sức khỏe này rồi đó, mình muốn thực hành đó cũng không được. Dạ cũng không được. Rồi quay trở lại vấn đề chúng ta đang sinh hoạt ở trên bao thoát này nè. Ở Việt Nam đó người ta chuẩn bị ra cái nghị định gì về an ninh mạng, thông báo đó là đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 là các cái mạng xã hội này sẽ được kiểm tra một cách chặt chẽ. Thì dĩ nhiên đó là chuyện tương lai, xin thưa quý vị, thành ra đó chúng ta không biết được 100%. Nhưng mà cái đó cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta đó là phải cảnh tỉnh, phải có một cái sự sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Có thể đến giai đoạn đó là chúng ta không còn được sinh hoạt bèo thoát như thế này nữa. Thì khi đó đó, cái cơ hội để mà tiếp xúc với Phật pháp theo cái giao diện bèo thoát này nè là không còn. Dạ là không còn. Thì khi đó đó là lỗ lã trước tiên cho bản thân của mình. Cho nên ngay khi nào mà có cơ hội để thực hành được thiện pháp, có cơ hội để học hỏi được giáo pháp thì chúng ta hãy cố gắng tận dụng thật tốt. Đừng có lười biếng, giải đãi. Thì khi đó là chúng ta mới thành tựu được những cái mà chúng ta chưa thành tựu được. Phải lợi dụng vậy đó. Và nếu mà mình không có lợi dụng vậy, mình không có cố gắng siêng năng vậy đó, thì dẫn đến sẽ dễ dàng làm cho ý chí đó bị nhu nhược, bị lười biếng.
Và một khi đó mà mình đã để cái ý chí của mình bị nhu nhược, bị lười biếng rồi đó, thì xin thưa quý vị đó, là mình không có được một cái khả năng để mà tiếp thu được những cái gì hay ho ở trên cuộc đời này đâu. Cái ý chí của mình đã nhu nhược, đã lười biếng rồi thì dẫn đến sẽ sống đời sống thụ động biếng nhác, thụ động biếng nhác cả vật chất lẫn tinh thần. Mà sống một cái đời sống thụ động biến nhát cả vật chất lẫn tinh thần vậy đó, thì xin thưa quý vị, làm sao mà mình hiểu, mình biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, con đường hướng đến giác ngộ là như thế nào, làm sao mình phát hiện ra được làm sao mình phát hiện ra được. Cho nên Đức Thế Tôn ngày mới dạy hai câu tiếp theo, đó là sang sa na sang cấp mà nô cụ si tu và nhà gia mát đăng là so na win đã tiên. Tiên đề từ hai câu đầu dẫn đến có hai câu sau này. Và đến khi đó mà cái ý chí của mình đã thụ động, đã biến nhát như vậy đó, thì lúc đó gần giống như là gì? Cò già ủ rũ bơ nao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Sức khỏe nè, tuổi tác nè, không còn. Sức khỏe tuổi tác không còn. Rồi ý chí lại nhu nhược vậy nữa đó. Thì lúc đó đó, xin thưa quý vị, xem như đó là mình gần như đó là mình sống qua ngày chờ qua đời thôi. Sống theo kiểu vậy đó. Và sống theo kiểu vậy đó, chúng tôi cũng xin được nói lại là chỉ lỗ lã cho bản thân của mình, chỉ thiệt thòi cho bản thân của mình, chứ không có lỗ lã, không có thiệt thòi cho ai cả. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, Đức Thế Tôn ngày dạy là cam mát sạch cam thì cam mà ta gia đô cam mà vô ni cam mà banh thú cam mà patisar nô văn cam mang cả rít xa biết gia để đăng hi nắp na ta gia tiết. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ nương, nghiệp là chỗ nương. Nghiệp đó đó phân chia chúng sinh có u thắng và hạ liếc. Nghiệp ở đây chính là gì? Là hành vi lối sống của mình á. Lối sống đó mà siêng năng tinh tấn nè, thì khiến cho mình đó là được cao thượng, được nổi trội hơn. Còn nếu như đó mà lối sống hành vi của mình đó mà thấp kém nè, hạ liệt nè, đê tiện nè, thụ động nè, biến nhát thì khiến cho mình trở thành con người thấp kém. Thấp kém. Vậy thì từ cái chỗ đó đó mà bản thân của mình á, thứ nhất đó là gì? Phải có được một cái khả năng phân tích chứng minh được vấn đề, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu. Từ cái chỗ mà phân tích được vấn đề vừa rồi thì bắt đầu mình mới có được cái khả năng thứ hai là chọn lựa. Và chọn được, có người đó, xin thưa quý vị, phân tích vậy đó nhưng mà chọn vẫn sai nha. Sai là đôi khi người ta cố tình hoặc là qua quá trình phân tích chứng minh đó là có vấn đề cho nên dẫn đến mới chọn sai. Ta mới chọn sai. Vậy thì muốn mình là người cao thượng hay là người thấp kém, hạ liệt thì nó tùy thuộc vào cái sự chọn lựa của mình. Chọn lựa của mình. Và dĩ nhiên để chọn lựa được đó thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái sự hiểu biết của mình về cuộc đời này như thế nào, ở cấp độ nào. Rồi sau khi hiểu biết xong đó, nó còn tùy thuộc vào cái niềm tin của mình qua cái sự hiểu biết đó như thế nào, ở cấp độ nào. Rồi bước tiếp theo đó là mình siêng năng tinh tấn sống theo cái sự hiểu biết và sự tin tưởng đó như thế nào, ở cấp độ nào, để từ đó đó mà mình có được cái kết quả tương ứng. Và ước mong tất cả bà con chư Phật tử chúng ta
sau khi nghe cái câu kệ này nói riêng và nghe giáo pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy đó, thì mình có được một cái chọn lựa cho nó đúng đắn để sao đó mà mình sống không uổng kiếp làm người, sống không uổng kiếp làm người khi được nghe diệu pháp. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với câu kệ pháp cú số 280 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức. Cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hành của mình. Phước báo khác xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác chúng con xin cúng dường đến chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực. Cầu mong các ngài tùy hỷ phần phước này để được an vui nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin các ngài hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thứ lần hai chúng con kính tri ân đại đức minh mẫn đã dẫn bài pháp cú số 280 ngày hôm nay cho chúng con được nghe hiểu rõ để cố gắng học và hành theo cái được sự lợi ích. Và bây giờ là thượng tọa minh hạnh nói ra đơn giác Phật pháp thích tháo không nói. Con kính thỉnh đại đức minh mẫn chúc phúc cho chư sinh chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính lên nhất đến sư. Bhavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bhutanu pavena sapa tammanu pavena sapa sankhanu pavena soda sote pavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần hai, chúng con.